Bữa nay chúng bày vậy. Ồ cái chế không phải kẻ thấy giận giận điều trên nè. Quá trời ơi tụi ơi. Không là sao đúng là cá cổ hẹn không? Chúng văn lên cổ hẹn mà. Ồ cá đó mày. Ồ nguyên bày rồi. Ê cả lắp luôn, cả lắp luôn. Đủ lắm rồi mày, cái này ngon rồi. Đúng rồi tốt. Cứng nhắc luôn hả? Xin chào mọi người nha, mình là Kè đây mọi người. Thì đầu giờ mình xin chúc mọi người sẽ giỡn hòa thật nhiều sức khỏe nha. Mình cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành video trong thời gian qua nha. Rồi hôm nay đi về bên Hậu Giang với bạn mình đi thăm loài cá nha mọi người. Đây, bạn Tùng. Video trước mình có đi thăm với bạn cũng được 4 kg cá, mà bữa đó thăm có 32 cái lợi thôi. Nhưng bữa nay là thăm được 6 mấy cái nha mọi người. Tại vì bạn mình đi đặt thêm 3 mấy cái luồng mới nè. Bữa nay đi thăm bên luồng mới trước xong chạy vòng bên luồng cũ nha. Chào mọi người, cá Tùng ơi. Đó, hôm nay cũng đi đường lộ xe nha mọi người. Đó, xe của hai anh em để ngoài kia kìa. Chủ yếu chạy xe chỗ nào có cỏ lục bình này kia xuống đặt thôi. Ủa bàn rộng thế bên luôn. Ôi trời ơi bàn rộng nha. Kinh này quá im luôn rồi. Rồi giờ để mình quay màn hình lại đi thăm cùng mình nha. Quá trời cái đường này ngon. Nếu bên đó có cái lời không đó. Cái đường này im quá trời im vậy. Bên đó không biết có ai đặt không đó. Có người đặt luôn hả? Mình đi đúng đó đó hả? Đi vuông vậy trời. Ốc không vậy? Có, ừ, có. Lên đẩy lên. Ốc dữ thì khóc. Ốc cá trời, tạo ốc nào mấy khối khối luôn. Còn cá rồi, được con cá. Cá mới vô luôn. Ừ, mới vô. Mỏ không có sần luôn. Quá đi. Vô đây. Mùa này cá bự chưa có nhiều. Rồi, giờ bắt mấy ốc sang đặt lại nha mọi người. Quá trời địa điểm đi. Nhìn mấy chỗ này mà đặt được gì không ngon mấy. Thu eo rồi. Nước gầm. Đặt cái lời nha, đặt tiền nước. Nước ngon lắm. Ê, có cá kìa. Có hả? Dở luôn, dở luôn đi. Cứ để lại nước lớn là nó ngập lại. Ừ, nước này đang gầm. Đang gầm. Hai cái kế bên dính chân hai cái rồi. Đúng rồi, lần là mới là vào im ha. Rồi. Vô hai cái, lùm hai cái là cái tình hình này là ngon lành nữa rồi. Nước cạn luôn rồi, cạn nước gầm á. Để đại đó tới nước lớn lên là nó ngập nó hơm cá vô nữa. Đặt đơn giản. Cái gạo ngập nó hơm được ngon à. Hai cái đầu tiên là thấy hai con cá lóc còn ngon này. Còn ở khu chỗ này được hai cái hả Tùng? Ồ ngập luôn hả vậy? Vô hả? Vô hả? Ôi dữ lắm rồi. Cái chê cái lắp luôn. Im mày, im mày. Đó, đó, đó. Hai con chê trắng chà bá nọ luôn. Tính đâu cái chê cái lắp nữa chứ. Đây là cái chê không hả? Hai cái chê hết đi. Hai cái chê gần cái ký luôn rồi. Hết đã. Mình dám bắt luôn. Ủa, phê rồi. Ba cái liên tiếp luôn. Dính ba cái liên tiếp luôn. Còn cái chê trắng cái này luôn rồi. Rồi. Ôi, nẹt đứt dây luôn rồi. Dính nhạnh vô cái vòng dây đó mày giật vũ nó đứt luôn mày đổ cả luôn. Dính nhạnh vô cọng dây bạn ảnh vũ cái đứt luôn mày. Quá im người ơi. Cái này là bạn mình chỉ đặt dưới sông mà đa số đặt sông nhiều nha mọi người. Đó đây kinh nè, chủ yếu mà lỡ kiếm chỗ lục bình bụi rậm đặt thôi. Rồi nó dọn dọn điệu cho tụi mày nó né ra tôi quay nó rồi rồi vui vậy rồi cái kia nữa rồi vô rồi bên này chúng bày vậy. Ồ cái chê không phải kìa, thấy dọn dọn điệu chân kìa. Quá trời ơi tụi ơi, cái chi lai. Con hai con chi trắng nữa. Cái chi lai chà bá luôn mọi người. Trời ơi dính liên tiếp luôn mọi người ơi. Đây 4 cái liên tiếp luôn phải không? Ừ, trời con cá. Con cá ụt con đó hay vậy? Ừ cá chạy luôn cái ụt luôn. Cái chạy đó hả? Ừ. Bữa nay chúng cái đường kinh này rồi tụi mày. Hết lời đó. Hết lời hả? Đường kinh hết lời đó. Ủa con còn cái chi lai bự quá ha.
vô à, vô người nãy giờ dở cái 4 cái giống chừng 4 cái con chì trắng ngon nè, 2-3 cái chì trắng nè mọi người, 3 cái chì trắng nè, còn cái chì lai nè. Cái này cái phía ngoài, phía ngoài xiên luôn. Nãy dở 4 cái này không chừng 2 trên 2 ký. Mọi người cầm quay cho mọi người quay ở đây đúng rồi. Rồi dở thẳng lên luôn á, dở thẳng lên. Ừ lái hả? Đó. Cái số của tao không có như mày, không có ăn cá lóc với cá dày rồi được, tao làm cái chì trắng mà. Rồi. Phấn không? Cái này không dính hả? Cái này đặt rồi chiến rồi với Thâm dính 2 cái chê mọi người. Mà chiến này Thâm không dính. Hai con ốc bu đen. Ốc bu đen hả? Đá ta. Ồ ốc bu đen nè mọi người. Bởi vì đặt nó cạnh bên đây dưới sông là ưa có ốc bu đen lắm. Dưới bu vàng thì phải chê luôn. Rồi bây giờ đặt lại tiếp tục nha. Thêm vô loại hơn hết trơn nè. Hết hàng rồi nè. Đây có cái chê không vậy đây. Còn cái chê trắng nữa. Cái chê đó là bữa nay đụng ngõ cái chê. Đè nó nhẵn nó xuống luôn. Đừng có giật. Bắt cái chê phải vậy nó dứt phát. Gớ gớ vô nó dậy nguy hiểm lắm. Đè nó xuống luôn. Đừng chết. Mới cái chê vừa mới giúp nhích là giúp cái tay rồi. Để cứ cầm cái chê trắng nè mọi người ha. Bữa nay trúng ổ cái chê, bữa nay thọn ngay luôn cái chê. Rồi bắt cái chê thấy cực khổ. Rồi phải vô đặt lại tiếp thôi. Cái này đặt theo cái đường nương xong đây, kinh nè, kinh lớn. Mấy cái chỗ này đặt, nếu mà có cá đặt hoài không hết nổi hết tụi. Cá xong vô hoài. Đặt xong nhiều khi nó khỏe hơn đặt trong giường. Trời có hổm đá dữ gì hả? Hả? Chim cu hả? Đó, phóng nó im gì? Đó. Chúm chúm rồi đó. Có cá nha mọi người. Có con rồi bắt luôn khỏi đem lên ha. Ừ, bắt ra ngoài luôn đi. Đem lên làm gì? Ồ, cá này trọng hơn mấy cá nãy hả? Bự hơn mấy cá nãy hả? Chụp đáy lên đi. Lụm mọi người để họ không lóc, không thấy đựng kiếp mà. Lóc. Lóc rồi. Đây, cái lóc uống nu luôn trời. Mấy cái xong uống dữ thật chứ. Đã. Bây giờ để mình cầm bỏ vô trong cam luôn nha mọi người. Bây giờ vô trong cái khu vực giường trong đây nha mọi người. Quá trời ơi, mấy chỗ này gần cái sông lớn, ở đây có mấy cái bọc dừa nước rồi. Ở ngoài kia là sông, kế bên đây, cái sông luôn. Bạn nó lùn dưới đó. Cái bọc dừa cũng chết chết chứ. Ồ, dừa gác nhóc hết trơn. Có hả? Còn có cá. Có hả? Cá gì ạ? Ừ, cái lóc bự quá nè. Ngon không? Ừ, cái lóc bự quá nè. Đá không? Ôi, gì mà gác cái gến vô cái đó biết sao? Vô máy chạy á. Cái sóng gánh thân gánh đó. Còn cái lóc nữa nha mọi người. Quá gì? Nãy giờ dính đều lắm, đều luôn người. Đã lắm. Có 1-2 cái không dính, còn nhiều cái nào không dính chưa? Bữa nay chắc đầy mấy cái thùng hết quá. Rồi, mình bỏ vô thôi. Rồi, giờ để tiếp tục đi âm tiếp nha mọi người. Cái cục cỏ gì vậy cái gì? Thấy thấy người ta giấu quần ha, sao vậy? Cái gì nó giấu quần quá trời, nó giấu gì ra nè, da tiếng cáo, tiếng cáo nó lửa lắm. Tới 3 lạng ha. Cũng bự, gần 3 lạng đó. Cá mới vụt không?
bây giờ đặt lại tiếp tục, cũng còn quá im. Nãy giờ thăm mới chừng chục ngày cái lời hả? Cái này chắc chưa tới 1 kg quá à. Mấy giác luôn á, nhiều đó đó. Mua ừ. Còn đây cái chê thì một đống bên kia. Không có căng bản mão luôn hả vậy? Chê còn nửa ký có bản mão khác. Dương Ba ơi, bản mão luôn trắng. Lụm cho tặng cho con cái chê trái. Ngày nhiều. Thì lấy hết cho con đó đó. Có đây là bản mão. Bản mão là bao nhiêu? Ý gọi bà bao nhiêu tiền? 90 ngàn. Chứ tặng con cái chê hả? Ừ. Ủa, mua luôn đi. Ủa mà 5 con đủ ký không? Kỳ á. Đi giữa chừng mới thăm chục ngày cái là chắc là nó rồi giật con nó vô cho chị luôn đi. Này ký 30 hả? Không, con này 30, con này 50. Cái chị là chị là nó mập hết chứ. Chị là còn có 30. Cá. Mới thăm tới đây hết cá rồi. Đi, bạn mình bán được cái lóc cái gửi cái chè trắng với con cá chi là kia 70 g đó hả? Bán được 170 ngàn. 170 ngàn ha. Mới đi hơn chục cái lời được 170 ngàn nha mọi người. Rồi giờ mấy anh em tiếp tục thôi. Con cái này còn bạn rồi quá có gì yêu rồi mắt hả hiểu cái tình chứ sao hay vậy. Ôi xịt ra ngoài ấy còn không, gì đi xuống đây mắt cái rồi thôi nó ổn ba cái chắc rồi đó. Đó. Mắt chú ơi. Mắt à. Ở đây sao mà dễ bị mắt quá. Đi qua luôn hả? Mắt luôn hả? Kỹ ta. Hai cái liên tiếp. Dạ lờ cá mình đó chú. Qua anh kia đặt cá thăm cá anh kia này. Ba cái lụm hết trơn, ba cái luôn hả? Ừ. Hay trời. Đi đồng nghiệp lụm hết rồi. Lời của nó còn bỏ đó, nó giờ đặt chỗ khác nữa. Gì hả? Rồi đồng nghiệp nữa rồi. Gặp đồng nghiệp cái này chết rồi. Đồng nghiệp lụm hết rồi. Cái nạn thật. Bỏ tài thôi đi, có ba cái rồi, còn cái nào. Trời ấm quá ấm. Thôi luôn mọi người ơi, ba cái liên tiếp. Giờ xuống đây nha mọi người. Mới mắc nữa kìa ba cái à, đằng này biết sao. Ừ đó, nhúc nhích nhích nước rồi đó. Ôi sợ cho mày trời ơi. Ôi sập cây hết rồi, từ 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 để tôi xuống được rồi. Ôi, gãy cây sập cây hết rồi. Ồ, cái chê mới vô nó quậy gãy cây luôn dữ vậy. Con chê vàng, con chê vàng, chê trắng. Đấy là tinh thần, để không mắc ba cái kia mất tinh thần nè. Rồi gãy cây gì sao đã? Là cũ quá cũ mà cái lợn này lâu lắm rồi nè. Cái là lúc trước đặt có năm mấy này phải không? Cái lợn này nè. 2 năm rồi. Băng keo đen rồi biết rồi, đặt sau rồi quấn lại dây lông rồi. Con cái chê trắng với con cái chê vàng ngon nè. Nãy thầm thằng kia ba cái liên tiếp mắc trong ba cái luôn. Ủa vậy? Đụng đời đồng nghiệp đó. Mà đó là đồng nghiệp còn đó luôn. Mà mình cũng mấy anh em mình không có phá nha mọi người. Người nào đặt mấy ăn nè. Còn người ta phá mình thôi rồi tại thôi. Ta mang cái nghiệp chứ có gì đâu. Đi làm nghề với nhau mà phá nhau là thua luôn mọi người. Con cái chơi vàng quá ngon kìa. Uống đi. Ồ, cái chơi thắng bự không? Luồng mới này quá im luôn ha. Trời cái chè vàng đẹp. Ồ. Hôm tôi bơm nước ruộng sàn tôi bắt 12 con cả cỡ đó không đó. Ừ. Mà có con ú con lớn nha. Công nhận trước giờ không có sao tự nhiên hôm bơm nước ruộng ra đâu mà nó giờ xuống nhấp hết trơn. Giờ cái lời này không biết
ghim sao đây nữa. Rồi giờ để đặt lại nha mọi người. Bạn mình nó tiếc mọi người, cái là gãy mà còn chưa chịu bỏ. Cây gãy cây giữa thì nó cũng không đến nổi nha mọi người. Bung ra nó còn bung lưới ra là còn được ha. À, rồi gì xong nhét xuống lại nữa. Cày mọi người biết không, chỗ này nói chung thì người ta phá nhiều quá nên đặt đại mấy cái là gãy thì có gì mắc cũng không ổn. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Mấy là ngon thì mình kiếm chỗ khác mình đặt. Còn mấy là dở dở hư hư đặt đại có cá ăn mắc thì thôi. Bây giờ đặt lại xong đi tiếp nha mọi người. Có cá tung lên đó hay người ta dở là giục lên đó. Rồi, người ta dở người ta dâng lên rồi. Người ta dở người ta giục lên. Ổn quá ha. Quá trời. Bên đây không nhận phá dữ ta. Mất lời. Không bị mất thì bị dở. Mất tiêu chai luôn. Mất tiêu chai luôn hả? Lấy luôn hả chai hả? Mất chai. Qua đò phải lấy tiền vốn mà chứ chết à. Qua đò nãy giờ thăm mấy cái mà không dính người. Đây con sầm quá bự luôn. Sầm lớn ghê. Cái kiếm bò lên giò nữa. Cá giò. Ù nhí cái chì dạng con cá lóc người. Đi đò đi đi không hết 10.000 trả về 10.000 là 20.000 đó. Mà mới dính con cái lóc con cái chì vàng là chưa đủ nha. Giờ tiếp tục nha mọi người. Rồi. Cái gì vậy? Rồi xong luôn. Lại lấy lời bỏ cái sậy lại mọi người. Hay thật chứ. Nó tay luôn trời. Mắc nữa mọi người, mắc là mắc cá thứ tư rồi đó. Cái hốc này còn hết biết kìa ơi. Cái này hay thiệt trời. Sao đặt gần gần mấy loài đồng nghiệp là bị bắt mắt hết trơn là sao ta? Buồn thiệt mọi người. Mấy cái chỗ này ấm hỉnh luôn. Của nó mà không phá là mình phá của mình. Quá trời kỳ. Là mới xuống luôn mình, là bữa giờ là mình chưa quay cấp lên, chưa lên trên mạng lần nào luôn, cũng bị mất hả? Khổ thật chứ. Cái đó mất rồi ba, cái này chắc cũng không còn đâu. Có đường đi ruộng quá trời ruộng rồi. Lấy ship gọn lại bỏ cây là mới chịu. Xong luôn. Mất luôn hay vậy? Còn không? Còn cái quần què còn. Sao hay với ta cái biết đường ta? Ha. Nhìn theo đường mòn đi lấy hả ta? Cái này chắc còn. Nè, lụm sậy lại. Lụm sậy lại bỏ đó luôn kìa. Lại thôi chứ. Lấy cái lò đem tới cây sợ bỏ ở đây mọi người. Mấy anh này chưa kỹ quá rồi. Để mà quay lại mình một cái con. Bốn ờ được chứ. Ở trong đây có bốn cái rồi. Còn cái này còn cuốn cuốn luôn, không biết còn không nữa nào. Hy vọng ba cái cuối này khúc này ngon hết biết, để chạy qua bên luồng bên kia luồng cũ mà này luồng mới. Luồng mới mà chưa chân mắt hết. Rồi. Không còn luôn hả? Còn chạy không hả? Gì đây nè. Trời. Lấy nó bỏ sậy lại nha. Còn được 3 cái liên tiếp nữa. Cái cha đâu phá dữ trời. Đâu là đồng nghiệp chỗ nào đâu. Cái này cuốn mẹ tôi rồi luôn đi. Còn cái cuối cùng không thấy đâu. Tôi thấy là bị tiêu luôn rồi. Mình còn được cái cái này à. Cái này nhìn cái sạch không. Cái người ta không thấy đâu. Mấy chỗ đơn giản mà lại không thấy. Mấy chỗ cầu kỳ lại thấy. Nè, nó đặt gì vậy đây nè, chắc nó cuốn lại mình rồi, cuốn luôn lại nó đi về. Cuốn luôn hả? Ừ. Lỡ nó lật đây hả? Ừ. Rồi gì nó cuốn luôn rồi. Dễ gì nó để.
nó cuốn là mình, nó cuốn là nó luôn nè. Quá tài luôn. Thôi đi, mắc hoài ta. Bây giờ chạy qua khu vực luồng cũ hẳm. Nhìn mặt bù hiu rồi. Mệt mỏi gặp cánh này nó thiệt cái tình luôn. Nó hết nổi rồi, mất lời nữa. Nãy giờ sáng giờ mắc 6 cái hả? 6 cá rồi đó. 6 cái nếu chịu dính cá không? Cũng bộn như cá đầu tiên mình vô có 4 cái, dính chừng 4 cái đó. Cái gì? Vô cái giày khủng rồi. Kiếm vớm lại. Lấy lại cái vớm tiền đò rồi. Nãy giờ dính được con cá chê vàng, con cá chê trắng với con cá lóc hồi nãy qua đò bên kia. Giờ chạy về khu vực bên đây nha mọi người. Ồ, cá chê nữa. Cá chê đó hả? Hai con. Đặt đường cắm ra vô, chặt nó sạch. Trời, vô gỡ luôn tại. Vô gỡ luôn hả? Vô cái ngạnh ra nè, hên không dứt nha, cái ngạnh nó chết luôn á. Hai cái chê trắng đã không à. Ăn chê trắng thì chê. Cái đường này, cái đường là đường cắm thoát nước ra ngoài sông ấy, ở đây ra ngoài sông kế bên là thêm mấy đường cắm là kiếm cá chê đó. Còn nếu muốn đặt kiếm cá lóc thì kiếm cục cỏ. Giờ anh bạn bắt ra đi thăm tiếp nha mọi người. Cây rác lớn chỗ này ấm quá mà cua ơi. Đó, ê, có rồi đó, thấy không? Thấy chỗ này ấm quá, ấm. Ồ, được con cá lóc bự quá nè. Được con cá lóc nhất á. Ừ. Rồi. Con cá lóc bự. Dạ. Kẹt nha. Con cá chốt nữa. Đó, cá lóc thì đã. Đó, cá lóc nhất. Mình nhìn cái cục cỏ. Có rau muống gì là phải chê luôn. Một bình có rau muống là đặc đá. Nãy giờ biết bao lâu mới dính con cá lóc, nghe bắt làm sao bỏ sọt không bỏ, bỏ ra kinh đi. À, bây giờ đặt lại tiếp tục nha mọi người. Nói chung cái là mình đã đặt rồi, không mình đặt lại dễ lắm mọi người. Đây có cái lỗ sẵn nhét lại như chỗ cũ, cái cũ lên lại là ok. Xuống dặn lên cho nó chìm khỏi cái hôm là ngon quá rồi, vậy là xong. Tiếp tục ha, xuống đèn cá nghe đầu cống sửa lại rồi, sửa lại hả? Có dấu hiệu không, có dấu hiệu phóng gì không? Con gì cắn bên cạnh chừng cua chuột gì chứ gì. Ê, có lắp nữa, vô liên tiếp ba cái, sửa lại là vô liền rồi. Con lóc nữa nha mọi người. Nã mới dính gì kia, con lóc nhất thì lại dính cái này cũng không có bự, cái này lóc gì vậy. Cái khu này ít phá hơn khu bên kia. Đúng rồi. Khu này hơi ít bị mất nha. Chờ chờ bên kia mấy cục cỏ nhìn ngon ngon thôi. Bên đó đặt bị phá. Bên đó không có đường đi hay gì? Có, bên đó tao có đặt rồi mà bên đó đặt bị phá nữa đó. Bị phá nữa hả? Nó đặt lọp mà kêu cái lọp gì dài nhủi lọp che á, nhủi rồi giờ đặt lại tiếp tục nha mọi người. Ta vậy ta rồi nhóm đít lên hè, ta kéo lên điện, hy vọng là cá phóng nhóm đít, hy vọng là chỗ nào không biết cá dậy cá chê bự lắm, cá phóng thiệt mà cá lóc phóng nhóm đít lên. Cá lóc cũng bự được, còn cá lóc nữa. Chỗ này hôm bữa là thăm thử rồi dính con cái dài 4 lạng với con cái chê bự luôn. À, dính con cái lóc nữa. Quá đi. Chắc do ta bơm nước cái cho ra. Sao mọi người ơi? Đặt đây cái là mà người ta bơm nước trong cống ra nó cho ra ngoài hết à. Nó ra tới ngoài hải, nó đã ở ngoài kìa. Cho ra ngoài đó. Ủa cái này người ta bơm nước cho ta. Bơm ra cho cạn á, bơm ra thôi, nước ở trong nó thấp hơn ngoài dữ lắm rồi. Bơm ra chảy nước ra ngoài trôi cái cục bệnh đây mất tiêu cái lợi luôn mọi người. Khó tài rồi, mất thêm cái nữa. Ồ, nóng đứt nữa vậy, có người ta đi vô nha.
con cá đâm hôm rồi chứ không có hên hên nó phóng lên văng văng lên sao luôn. Phóng lên sao đúng là cá cổ hẹn không phóng văng lên cổ hẹn mà cá nó bự giống cái đít lên mày thấy ham rồi. Cái lời nó lủng cỡ này mà còn con cá là mừng rồi nè. Cày biết sao nó nằm ở trên khô á, nó cá nó không có ra được. Ồn nữa rồi, đã được người ơi. Cá này khoảng 4 lạng có. Ừ, cá này mập, cá này trên nửa ký á. Cái này hơi ốm. Đặt mương cùng mà cũng có nữa mọi người. Đầu này với đầu kia là không có đường ra vô mới đặt. Mương cùng mà cũng có cá nữa. Con cá này nó mập, nó dữ lắm kìa. Ừ, nó mập nó khoảng trên nửa ký xịn. Cái này khoảng 4 lạng rồi. Quá đã cá mà. Tiêu cái lời giá gì nữa. Luôn. Xuống đây thăm cái lời mà dữ lắm rồi. Cái nhỏng đứt lên người ơi. Đấy, cá gì đây mà cũng ít tí rồi. Wow. Mà không có chỗ này dính cá lóc bự cả này mà này dính nữa mọi người. Quá phê. Cái lóc nhất mọi người không? Cái lóc như vậy cũng hỏi. Con lại nhỏng đít như bữa chỗ nào dính con đó nhà dính nữa nè dính hai con ừ hổm chỗ này dính hai con thôi nhỏng đít y chang bữa vậy. quá im chỗ này ấm thỉnh luôn mà chỗ này đặt rồi đừng có quay cho người xem dính hai cá lóc như này ở ngoài cục cái nhút ngoài nữa ở trong có bị nghe nữa vậy bắt mấy ốc cá ra xong đặt lại nha mọi người. Có. Quá đã, cá lóc dưới sông trong đây cá bự không em? Cá lóc dưới sông này, cá trên 3 lạng. Cá lại thì được rồi, nó biết dây nè. Ừ, được rồi, không có cục hơn chứ biết dây gì. Lại nó thăm là mà cục cỏ nó cho đó mọi người, cái lợi nằm trên cục cỏ đó rồi đi quá tài nãy giờ cho hết hai cái mắc sáu cái là tám cái à. Xuống đây cái mọi người có hai con hả hai con. Quá gì số chú còn là cái gì á hai cái chị cháu còn cái chị cháu hết hai chị cháu ngon hồng hai cái chị trắng à chưa đâu vài bữa mưa dầm còn chị trắng không giữ gặp phải không có lên nhiều quá cứ hết đường kiếm vô cá nữa rồi, trời ơi. Có hả dở lên luôn đi à, chắc cá chê nữa rồi cá chê nữa hả con chê trắng nữa mọi người vừa cá chê nữa rồi nãy mới dính hai cái chê cái sọt quay lại đó dính hai con cá chê nữa chị trắng bự không ha bây giờ tiếp tục nhưng mà vừa hàng khủng ai vừa hàng độc lạ lạ rồi coi cho đã ai cái sướng tay nhổng đít lên dữ lắm rồi ở đó có đó, nữa rồi rồi cái chê nữa giờ tôi thấy giận giận giống cái chê đó. Thiệt mà ô nguyên bậy rồi ê phải lắp luôn dữ lắm rồi cái này ngon rồi dính liên tiếp cái đầu tiên nãy cái kia hai cái chê lại mới có kia cái sọt con cái chê còn bỏ trong đây nè mọi người rồi nó đâu rồi leo ra hay rồi đây nè cái chê mới dính cái sọt nãy đây nè. Rồi lên tới đây nè chê trắng con nãy không vậy trời hai cái lóc con cá lóc luôn ba cái chê trắng thù hết biết ba cái chê trắng nhìn nè mọi người lấy cái chai ra cái tục lấy cái chai ra cái nào
Ui, nó đã rồi, rồi vô cái này 2 kg có. Cái máy 2 kg luôn. Ừ. Nặng chịch luôn. Hết hòm rồi. Chưa nắng mà má mà gặp cái này. Rồi, bắt đi thằng này. Quá y mọi người. Mọi người. Cái loại nãy mới dính là 2 cái lóc, 3 cái chê mọi người. Bỏ vô cái vỏ sách này nè. Sách tới chỗ bỏ vô cá vô thùng mắc hết con cái chê. Lóc ra hết con cái chê. Vừa hả? Vừa hả? 2 con. 2 con lóc nữa hả? Quá đã mọi người. Đã ở dưới luôn, giật luôn. Con ủa cái chê ghê gì cả, ra nào không hay luôn. Hai thằng quay lại chỗ đó kiếm con gặp luôn rồi. Hay thật chứ. Mới vừa rớt cái sọt quay lại sắp. Chút xíu thả con nữa. Cái này cái nữa hết hả? Ừ, cái nữa hết. Còn cái cuối cùng nữa hết nha. Quá im, mấy cái cuối này dính con nặng mấy đáng đồng tiền rồi. Cái chê con nặng cả bá. Mà cái lóc này hết con. Ủa con cái chê ra nào không hay luôn. Bỏ vô vỏ sách nó có ngạnh lóc ra được người không hay. Cứ ngắt luôn hả? Ôi dữ lắm rồi. Ôi bà ơi. Dữ rồi, dữ rồi. Ôi bà ơi. Dữ lắm rồi bà ơi. Ôi cái chê đâm dính hơm chết hết. Quá sát con cái lóc rồi. Ê dở dở xịt ra ngoài. Dở xịt ra ngoài. Đem ra ngoài cho người. Đưa lên dây đây. Mọi người ơi, cái lần mới lâu lên mọi người. Hết biết cá không? Tại bỏ vô cái sắp đầy nắng quá trời nắng quay chịu không nổi, điện thoại mình nó bị tắt ngang nữa. Để về nhà quay cho mọi người xem rõ hơn nha. Rồi mấy anh em về nhà coi lại thành quả như người xem luôn. Quá trời nắng, điện thoại nóng rồi. Anh em mới về tới nhà luôn nha mọi người. Hồi nãy đang quay mà chưa mà nắng quá nắng rồi. Chịu không nổi rồi nên bỏ cái lời vô đây mình chạy về nhà quay cho mọi người xem dễ hơn. Mình kia quá trời chịu không nổi. Còn cái thinh luôn nè. Chưa có đổ ra luôn nha mọi người. Ồ chợ nó chạy cái gu cây. Cái chè trắng dính vô dòng cây có con rồi. Coi chết con dính trong hôm chết con. Ồ con cái lóc hết luôn mọi người. Lấy cho mình ký lại thảy hình thôi cái này được nhiều rồi. Sặc dặn cái lóc đầy đủ luôn nha mọi người. Con lóc bự ngon quá. Này chắc khoảng 2 cái mấy à. Căng được không? 2 cái mấy được. Rồi, 3 ký 2 luôn nội ơi. 3 ký 2 luôn. Cái như còn 3 ký thì cái lò còn 3 ký. Cái lò này không vô 3 ký cá mọi người. Nóng lạnh thiệt chứ. Rồi, giờ để mình đổ ra hết cho mấy thành quả luôn được nha. Đổ ra cho mọi người xem nó dễ. Rồi xong mình căng cái một luôn rồi. Lô kiến con lô kiến à. Dần cái gì mà hên quá cháu. Đổ ra chơi mày. Hên quá. Dục cái xác con cá ra đi. Tục tục bắt con cá sát nó giật cái là cái chê nó cũng ốm luôn. 4 con chê trắng chết anh con. Còn 4 con. 4 con chê trắng. Còn cái lóc này bự ghê mà. Nó còn lóc nhất. Cái lợi đó là rồi vô 3 con cái chê dạng con ngọt đấy con bị dính ấy đó. À, rồi về đổ đó luôn đi Tùng ơi. Trong đây miếng đã nè mọi người. Trong đây là hàng hàng ngon. Ồ ôi nè. Đặt cứng luôn rồi. Cái tục cái được chưa hả? Tục cái được chưa hả? Chi vàng chi trắng cái lóc đủ loại nha mọi người. Cái vậy nội cái cuối của mình không là nông thằng này. Ôi trời rồi. Bán hết 3 ký mốt như 3 ký đi. Còn cái này nữa là dữ lắm nhiều luôn rồi. Hết tích đá rồi cái lóc rồi. Được mấy con lóc bự ghê. Cái chi trắng nè. Quá trời cá. Bán được hết 180 ngàn. Này cái chi vàng nha mọi người. Đó. Cái vàng nhìn đã không? Cái vàng đồng nhìn vàng thấy luôn. Rồi cái giày có được 2 con cái giày à. Cái vô cái gu cây. Nó cũng không mập gì mấy mà còn hơi ốm. Rồi thảy lên căng luôn Tùng ơi. Giờ dồn ở đây. Dồn ở đây hết luôn căng cái một. Trời ơi 2-3 con cái lóc nè mày. Cái chê nó bự ghê thiệt chứ. À cái gì trắng để nhìn mấy con này sợ cũng gần chết. Lóc gà nãy mà lóc mắt anh con đó. Nãy mắt anh con bự rồi. Rồi thảy lên. Im giùm tao cái cây. Thảy lên người này. Căng điện tử.
nhận cũng nhẹ thế. Để xuống đất đi trời, để xuống đất đi. Rồi để lên lại. Đúng rồi đó, đúng xuống cái gì đó. Chín ký 25 như 9 ký 2 á. Mọi người ơi, 9 ký 2. Đó, 9 ký 2. Có sự với xe ra thì còn là 8 ký. 8 ký 4 như 8 ký rưỡi đi. 8 ký rưỡi với kia 3 ký 1 nữa. 11 ký. 11 ký rưỡi á, tổng hết 11 ký rưỡi á. Tổng hết trên cá 11 ký rưỡi, nhưng mà cái này số là anh em mình xăm chút sau, còn lúc đầu là 3 ký mấy anh em bán giữa đường rồi. Bạn mình đang lựa cá để nó bán nè mọi người. Nó phân ra con nào. Vừa cá nhất hơn nào, vừa cá nhì hỏi đi bán. Quá trời đã luôn rồi. Tổng cộng hết trơn bữa nay hai anh em đi thăm là sáu mấy cái lợn, nhưng mà bị mắc hết 6 cái. 8 rồi 6 cái cho hai cái bị trôi là 8 cái. Còn thăm được có khoảng 50 cái nha mọi người, năm mấy cái 50 cái gì đó. Mà trong khi đó là được hồi lúc sáng đi giữa chừng mới thăm khoảng chục ngoài cái lợn là bán hết 3 ký mốt rồi. Giờ thêm 8 cái mấy nữa thì tổng hết trơn luôn là 11 cái rưỡi nha mọi người. Mà cá ngon ngon không luôn à. Cá này con nào lấy bự bự không? Mấy con này mà nấu canh chua ăn cái còn gì nữa. Hết tiền đã không rồi. Đó. Còn con này thì khỏi nói đi. Quá đã. Thì nói chung thì video tới đây cũng xin tạm dừng nha mọi người. Thì cũng bây giờ xin chúc mọi người xem giả quà thật nhiều sức khỏe nha. Mọi người thấy thích video bấm like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Và bên cạnh đó bấm nút đăng ký để theo dõi video nha. Và xin chào mọi người, bye.